sang thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Thành Lợi có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, tự ý thuê người triệt hạ hàng loạt cây thông trong rừng phòng hộ sung yếu tại địa bàn. Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Trọng đã phát hiện hai đối tượng Ha Sưng, 31 tuổi và Ha Gun, 27 tuổi, cùng ngụ tại thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp, đã cưa hạ thông tại lô đê khoảnh 2, tiểu khu 276, thuộc địa bàn thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp, Đức Trọng, thuộc rừng phòng hộ sung yếu. Khi phát hiện lực lượng chức năng, hai đối tượng trên đã bỏ trốn cùng cưa máy và hiện đang được cơ quan chức năng truy tìm để làm việc, củng cố hồ sơ điều tra. Vụ việc công ty vườn rừng Nguyễn Thành Lợi diễn ra vào ngày 26 tháng 7 năm 2016, theo chúng tôi là hết sức nghiêm trọng. Một lần nữa chúng tôi cam kết là sẽ phối hợp với hạt kiểm lâm huyện Đức Trọng điều tra xử lý theo đúng pháp luật. Thống kê tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đã có 67 cây thông 15 năm tuổi bị triệt hạ trắng trên diện tích 2.500 m2 với tổng khối lượng khoảng 15 mét khối. Hai đối tượng trên cũng được xác định do chủ rừng là doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Thành Lợi thuê khai thác tỉa thưa rừng thông trong phạm vi doanh nghiệp này quản lý bảo vệ. Tuy nhiên khi làm việc với cơ quan chức năng, đại diện doanh nghiệp này không xuất trình được giấy phép khai thác của cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị hợp tác đầu tư trồng rừng của doanh nghiệp này là công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai đồng ý. Tôi chưa nói về vấn đề mà kinh doanh, nói về vấn đề mà rừng phòng hộ chặt như thế đã vi phạm rồi. Thì hiện nay doanh nghiệp đã sai như thế. Tôi còn chưa nói cái vấn đề mà vi phạm đến cái hợp đồng hợp tác đầu tư. Theo tìm hiểu, doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Thành Lợi và công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai cùng hợp tác đầu tư trồng rừng làm nguyên liệu giấy từ năm 2001, có tổng diện tích 28 hectare. Thế nhưng doanh nghiệp này đã nhiều lần tự ý khai thác rừng khi chưa có sự đồng ý của Tân Mai và việc tỉa thưa cũng sai quy trình. Vụ việc cũng được công ty Tân Mai nhiều lần báo cáo với cơ quan chức năng để kiểm tra nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ngày ngày chứng kiến các loại rác thải từ phía đầu nguồn đổ dồn về đây. Với các phế phẩm nông nghiệp như gốc hoa, vị xốp, đặc biệt là các loại chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tràn lan khắp mặt hồ, khiến cho việc dọn, trục vớt rác ở đây luôn trong tình trạng quá tải.